Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2021. Nhà vườn em lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp nhé em. Nhà em hôm nay có 5 cánh xanh Phú Thọ này. Cái mít tô đan này, rồi là nữ hoàng 28 này, 5 cây trắng Phú Thọ này. Và chia sẻ tiếp mắt ngủ của lá phát tài. Đó. Sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em cũng đi vào chi tiết từ đơn hàng, cũng kiên vào chi tiết đơn hàng. Em cũng kính mong quý anh chị cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày khi nhà em lên đó. Và trước khi vào từ đơn hàng cũng em quay lại cho cái bác đã đặt một cái dây kim mít nhà em này, bác mua bác chuyển khoản rồi, đây cây là vẫn còn nguyên, bác qua tối là quay lại rồi cho bác xem, nhưng nó chưa có giá là em chưa cắt được, bán là nó phải an toàn. Một cái kỳ đây em lách cho em bán rồi nhá. Đấy, bán lá thì đây rồi đó. Thì các bác lưu ý với em này, chứ hôm qua hôm nay em nói rồi em sẽ cắt từ đây, em cắt cho các bác cả dây này. Nếu như trường hợp mà cái dây kỳ này nó chưa ra giá, em chưa cắt được, thì khi nào cái nổ hoa này nó nở thì em sẽ chụp hình và quay gửi cho bác ấy nhé. Thì cái này em chưa cung cấp mặt bông, nó đang nổ nên em chưa cung cấp mặt bông, đó là cái điều em nói trước đó. Đấy, bán lá thì rất là phê. Đó thì em cũng quay lại cái chậu lá phát tài. Thì cái này lá này mới mọc, nó chỉ mờ thôi, hôm qua em nói rất là rõ rồi, hôm qua em cắt một loạt mắt ngủ thì em chia sẻ hết đó. Bây giờ là trước tiên là nó chỉ mỏ đó. Và các bác lưu ý những mặt hàng này khi nó lên kỳ các bác không nên cho ăn phân nhé, và nên để vào chỗ nó có nắng, nếu để bóng quá là nó không lên được lá, không lên được màu lá nhé. Đó, và cái lá thân mẹ này trước kia là lá nó rất là đẹp, nhưng sau thời gian là nó vào mùa đông ạ, là nó sẽ lặn đi, nó lặn dần đó. Kéo em cắt mắt ngủ này, các bác lại không hiểu, các bác lại là cho là lá phát tài ở đâu là nó rất là khó xem. Em phải nói trước đó. Sau khi nó lên tầm tháng 5, từ tháng 5 đến tháng 6 là lá nó rất là đẹp đó. Sau khi đến vào mùa đông thì là nó lặn dần đó. Và cái này cũng có mặt hoa, như đây cái bông hoa này là đã tàn rồi, đây em ngắt bỏ nhá. Em chỉ cho các bác coi lại video thôi, em ngắt bỏ. Cái cây này là em lấy chỉ hoàng phượng, qua em nói rất là rõ rồi. Đó, đây ngắt bỏ này. Đó, và đây là cái bông hoa. Đấy, bông hoa này. Đó, đây là hoa nở lúc thời điểm nó căng, rất là đẹp, cánh bầu. Đây, tiếng chỉ hoàng phượng nói vào đây. Diễn thật chẳng ai ngờ, vẫn còn ung nhung nhờ, sao em nỡ đành quay mặt ở để tình ta. Sau đây em chia sẻ đúng cái cuống hoa này luôn để cho các bác yên tâm mà sưu tầm này, chuồn mặt hoa đó. Để em cầm lên cắt đó, đây là cái hoa nó nở đúng vào đây nè các bác nhé. Đấy, cái cuống hoa là vẫn còn, em vừa ngắt bỏ ạ. Hôm qua tối các bác vẫn còn gọi, nhưng mà em tối qua em không lên em quay được, lên cắt chia sẻ nhưng mà không cắt được. Thì mời hôm nay vào các bác vào rồi, em cắt tiếp này. Đó. Thế còn lại 3 giây thì em phải để cho nó ra hoa. Nó vẫn còn nổ này, cái này là chim đến nơi tiếp này, cái này lại tiếp tục này, nó quên cắt cái ngắn này, nó cắt một mầm gốc buồn này. Nào nào, coi đây, chia sẻ hình số 1 này. Số 1 thì là em cắt ngay cái cuống hoa, đây là cái cuống hoa em vừa ngắt bỏ các bác nhé.
cái này là có một mắt này, gồm có một mắt này và một kỳ này, đó, một mắt và một kỳ đang lên này, đây là kỳ rồi, và còn một mắt tiếp theo này nữa này, 200.000 đồng. Đó. Em chia sẻ tiếp theo là hình số 2, 3 mắt cũng là 200.000 đồng, 3 mắt các bác nhé, 3 mắt. Em chia sẻ kỳ số 3 này, cái này là nó có hai cái nổ này, ở trước này và cái trên bút là còn một mắt này, cái này lỗi rồi, cái này đang sưng này, một mắt này đang sưng này, đó. Mắt tiếp theo đang sưng này, đó. Em cũng chia sẻ là 200.000 đồng, 200.000 đồng cho hình số 3, đó. Em chia sẻ hình số 4, hình số 4 cũng là hai mắt, hai mắt cũng là đang sưng này. Đó, đang sưng cũng là 200.000 đồng này. Em chia sẻ hình số 5, hình số 5 là 3 mắt, 3 mắt vặt bỏ lá luôn các bác nhé, đằng nào em dễ đóng hàng. Đó, cũng là 200.000 đồng, bỏ lá thì để lá là nó rút hết hết thân, rút nước ở thân khi mình đã cắt ở thân rồi. Đó, cái này đây vặt nó lộ ra này. Đó, về các bác bóc bỏ hết vỏ đi nhá, không thì ươm. Đó, 6, hình số 6 thì cái này nó nguyên còn một cái cuống nó nhỏ, 1 2 3 4, ủa cái này 5 mắt, 200.000 đồng, 200.000 đồng cho hình số 6 đó. Chuẩn mặt hàng con giống thì các bác yên tâm và sưu tập, nguồn cây là em lấy từ chị Phượng, có kênh YouTube là Lan Rừng Hoàng Phượng đó. Thì sau đây em chuyển sang hình số 7 thì em chuyển sang mặt hàng 5 cái trắng Phú Thọ, đây là mắt thức 5 cái trắng Phú Thọ, nhưng thực ra là có những cái nó còn lên hình kỳ rồi các bác nhé. Đây cái khúc này thì các bác không lạ gì, em lên video từ hôm trước rồi đó, trước là em cũng nó cũng như này, em vuốt bỏ hết này, vuốt bỏ hết vỏ này, xong em bôi tí di xanh vào cái mắt đó thôi, nhưng em không trích để mình đi làm lên tự nhiên thì nó nhanh ra rễ không nhá. Thế sau đó là em dùng cái giấy vệ sinh em cuốn lại bịt tối mắt thì nó lên thành kỳ. Sau đây em chia sẻ, trước là em chia sẻ hai mắt ở dưới rồi đó, thì còn lại là đây phần này là lên mắt này, em lại chia sẻ tiếp, chia sẻ là 1.000.000 trên một mắt các bác nhá, 1.000k trên một mắt tức là 1.000.000 đó. Đây em đi này cho các bác coi rõ này, đấy mắt này. Đấy, sưng ngồi ổ lên rồi. Đây cái này là em không cắt, không cắt luôn, mà em quay lên đây, các bác nào lấy thì vào Zalo cho em nhé, thì em cắt sau, em sẽ quay video em cắt sau đó. Ưu tiên cho các bác tùy theo các bác chọn vào Zalo, em cắt trực tiếp ở cái thân này cho các bác là 1.000.000 trên mắt, và em kèm giấy bảo hành cho các bác thì yên tâm sưu tầm. Cái khúc này là nguồn cây em lấy từ ở Vũ Sơn, ở Yên Lập Phú Thọ. Đây cái này là thành kỳ rồi các bác nhá, lên lá rồi này. Đó. Hai mắt lên lá này. Đó. Em để nguyên cả khúc này cho nó khỏe đấy. Đấy lên lá hết rồi. Đó, 1.000.000 trên một mắt tùy theo ý các bác cả chọn. Đấy, đây là thành lá. Lên lá rồi. Thế cho nên là bảo đảm với các bác là em bán mắt thức 5 cái trắng Phú Thọ chứ không phải là bán mắt ngủ nữa. Nên là các bác yên tâm, nếu ra hoa em đền cái khác cái này luôn. Đó. Không bao giờ ra hoa được. Đó. 1.000.000 trên một mắt là hình số 7, là em chia sẻ 1.000.000 trên một mắt, các bác lưu ý giúp em đấy. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 8. Hình số 8 là 1 kỳ 5 cái nhóm Phú Thọ. Kỳ này là em xuống chậu cách đây cũng hơn chục ngày rồi. Hơn chục ngày rồi. Kỳ này được khoảng tầm 6 cm. Đó, 6 cm. Em chia sẻ là 3.000k là 3.000.000 đồng cho hình số 8. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 7. À, hình số 9 sẽ được các bác. Hình số 9 là một kỳ, kỳ đã ấm chảo. Kỳ đã ấm chảo rồi. Đây là kỳ lách trên thân các bác nhá. Kỳ lách trên thân.
Khi này đã rơi vào khoảng 7-8 cm, 7-8 cm, 8 cm đấy. Em không đo chuẩn xác đâu nhưng mà 8 cm. 4 triệu đồng cho hình số 9 đó. Em cũng cho các bác coi khuôn hoa luôn. Đây là khuôn hoa 5 cái trắng Phú Thọ đó. Các cái nguồn cây thì các bác yên tâm để sưu tập. Ngoại trừ là người ta bán 300 nghìn một cây Phú Thọ mà các bác mua vào thì em cũng khẳng định luôn là chả bao giờ có là cái hàng 5 cái trắng Phú Thọ 300-400 nghìn đó. 4 triệu đồng cho hình số 9. Sau đây em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 thì là 2 cái cây. Em chia sẻ là 1 triệu đồng trên 1 cây. Nhưng cái này là em nói trước, cái cây này năm ngoái là em bị hỏng rễ. Hỏng cái bộ rễ thì em tách ra. Tách ra đâm ra là nó bị chột. Em cắt hết gốc. Bây giờ nó lên được cây này. Cây nó rất là nhỏ. Tất nhiên là 1 triệu đồng trên, em bán 1 triệu đồng trên 1 cây. 1 triệu đồng trên một cái cây này nhá. Và 1 triệu đồng trên cây này. Cây đã có rễ và nó đã bám vào cái phần cái mút, miếng mút em để đây này. Đó, còn cái này em không nói. Cái này em để ngoài. Đúng không? Em bán 1 triệu đồng trên một cây. Và các bác lưu ý này, khi cái lá lên này, lúc đầu lúc nào nó cũng tím. Tím tuyết, gọi là tím tuyết. Sau là nó sẽ bè, các bác nhá. Đó. 1 triệu đồng trên một cái này. Đó. Chuẩn cây, chuẩn hoa và chuẩn giống cho các bác. Nhưng em cũng nói trước, tùy của tùy tiền. Thế tại sao em bán một cái mắt như thế này, nó là mắt thức là 1 triệu mà cái này cũng lên là 1 triệu. Lên cái này lên đến 2 cm là vẫn là 1 triệu. Thế nhưng mà nó tùy, vì các bác là nhìn cái thân mẹ này. Khi em làm hỏng thì nó rút hết thân rồi. Nó đi này là nó chứ là nó yếu, nhưng mà khi năm nay nó lên được nó khỏe thì là nó sẽ vượt. Đó, thì giá cả chỉ có 1 triệu đồng trên 1 cây. Em ghi rõ là 1 triệu đồng trên 1 cây nhá. Tùy của tùy tiền ở chỗ đấy các bác nhá. Đó. Không áp dụng theo số sen, nó là Phú Thọ số sen là cây nào phải là 1 triệu trên 1 sen hay là 700 trên 1 sen hay 800 một sen hay gì, triệu rưỡi trên 1 sen là ở chỗ đấy. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 11. Hình số 11 đó là một cây. Cây này cũng đã ấm chậu rồi. Và em cũng nói luôn, hôm trước em chia sẻ cùng với một cây cây 3 triệu này. Em đã bán cho các bác này. Đây, số điện thoại bác đây, em ghi đến nỗi là địa chỉ còn mờ hết rồi đi. Đó. Bác gọi là bác đi đấy, bác chuyển khoản bác gửi cây đây. Xong sau này nó ấm chậu thì bác lấy, nhưng mà em cũng nói lại luôn. Bác này bác có xem lại thì cũng thông cảm giúp em. Bây giờ khi cây em đã đi ở nhà em, tất nhiên bác phải chuyển khoản thì em mới đi gửi được. Bây giờ em không thể nhận lời. Em nói lên đây có những câu có khi không phải, thế nhưng mà các bác cũng thông cảm cho em là bây giờ em đi mua, nếu như em để lại em phải cọc tiền người ta mới cho đi. Đó, cây này nó rơi khoảng được 3 cm. Em cũng không lấy hơn, trước bán 2 triệu giờ em cũng bán 2 triệu. Mà trong khi đó không phải là có một bác này bác hỏi cái kia 2 triệu này, rất nhiều người hỏi. Nhưng em bán, em đã nói là bán cho bác hỏi trước. Nhưng bác không chuyển khoản thì tất nhiên là em lại phải bán lại thôi. Đó. Bác thông cảm nhé. Hình số 11, 2 triệu đồng. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 12. Hình số 12 đó là mầm nữ hoàng 28. Nữ hoàng 28, hai mầm gốc, uy lực rất là đẹp. Đó. Mầm này đã rơi khoảng 20 cm mầm gốc và hơn 50 cm thân mẹ đang kích. Đó. Nguồn cây là cũng từ chị Hoàng Phượng. Hôm qua em đã nói rồi là đây là bông hoa nở tại nhà chị. Đó. Đây là hoa nở tại nhà chị. 2.300.000 đồng. Đó, cho hình số 12. Sau đây em chuyển sang hình số 13, cũng là một thân mẹ này và một mầm gốc rất là khỏe, rất là mạnh. Đó, thân mẹ to ú ủ này, khúc này đạt 21. Đó, cái thân này cũng rơi khoảng hơn 50 cm đến 60 cm gì đấy. Em cũng chia sẻ là 2.300.000 đồng, 2.300.000 đồng cho hình số 23. Sau đây em chuyển sang hình số 14. Đây, hình số 13 các bác nhé, xin lỗi các bác. Chuyển sang số 14, đó là cũng là một mầm gốc rất là khỏe, rất là mạnh này. Đó, rất khỏe. Đó, cây thuần chậu. Thân mẹ cùng cái khúc này ra luôn. Đó, nước ươm rất là to. Đó, thân mẹ cũng như nhau.
hai loại là tương đương như nhau luôn. Đó, như nhau. Em chia sẻ là 2.300.000 đồng. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 15. Đó là dòng mít tô đan. Thì cái này em không còn nhiều, chỉ còn duy nhất có một cây thôi. Duy nhất có một cây, một thân mẹ và một mầm gốc. Một thân mẹ và một mầm gốc. Đó. Rất là đẹp. Còn chậu, cây này em gửi cả chậu luôn. Đó. Đây là khuôn hoa mít tô đan. Đây là khuôn hoa mít tô đan đó nhá. Hình số 15, 500.000 đồng. 500.000 đồng cho hình số 15. Đó. Và sau đây em chuyển sang mặt hàng khác là hình số 16, 17. Đó là mặt hàng 5 cánh xanh Phú Thọ. Thì cách đây trước đây em chia sẻ rất là khá là nhiều rồi. Đó. Đây là một cái mầm gốc. Đây là mầm gốc lách các bác nhá. Đây cũng vậy là mầm gốc lách. Cho các bác coi khuôn hoa trước. Đây là khuôn hoa 5 cánh xanh Phú Thọ. Và những mặt hàng này em giao bán cho các bác, khi các bác nhận hàng các bác đều được nhận giấy bảo hành em gửi kèm theo. Đó. Em cũng bán phải chuẩn. Đó. Hình số 16 này 600.000 đồng một mầm gốc lách dài được 20 cm. Đó. Tuy nhiên cái chậu này nó hơi lớn, cái chậu này thì em có thể gửi cả chậu. Cái chậu này nếu các bác chấp nhận được cái tiền cước thì em sẽ gửi cả chậu vì nó chỉ là 600.000 đồng. Đó. Thế nhưng mà phải các bác phải chấp nhận được tiền cước thì em mới gửi được, không có thì em lại phải chuyển sang cái chậu như này. Như em chuyển ổn định đi và cái chậu nhỏ này em gửi thì rất là an toàn. Đó, mầm gốc này rất là uy lực, rất khỏe. Đó. Nguồn cây này là lấy từ anh Thanh ở Yên Lập Phú Thọ. Đó, hình số 16, 600.000 đồng. Các bác ngắm lại khuôn hoa, một khuôn hoa rất là đẹp. Đó. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 17. Hình số 17 cũng là 600.000 đồng. Đó. Mầm gốc lách và còn thân mẹ, cái thân mẹ nó đang lên cái kỳ. Ôi, chắc cây này rất là 2-3 kỳ. Đây đang sưng này, đang sưng mầm gốc này. Cái này là kỳ rồi, cái này là kỳ rồi. Đó. Cái phần này là cắt ươm kỳ, không cần bôi keo, miễn là mình không để nước nó vào. Khi nó khô lại này rất là an toàn này các bạn này, thoải mãi không sao cả, không phải bôi keo. Trước kia mình cắt là mình đi thời gian khoảng 1 đến 2 ngày mình không tưới nước vào là không nhiễm trùng nước là được, nó còn thoát. Đó. 600.000 đồng cho hình số 17. Đó. Sau đây em sẽ chuyển sang hình số 18, 19, 20. Thì cá chậu này của em là 5 cái xanh Phú Thọ. Thế nhưng cái mặt hàng này hôm em đăng lên thì rất nhiều bác hỏi những cái kỳ nhỏ nó vừa tiền, các bác à muốn nó ít tiền thôi, thế nhưng mà đại loại là nó tùy theo mặt hàng các bác. Thế bây giờ nếu như mà người bán 5 cánh trắng Phú Thọ 300.000, 400.000 có thì các bác tham dễ rồi, em nói luôn, bởi vì là không có 5 cánh trắng nào mà có đi 300.000 đến 400.000 đến 1 triệu cái kỳ còn trả ra kỳ. Cái nó nhỏ đấy, thì em nói thế thì các bác nắm được. Thì hôm nay là em chia sẻ là chỉ có 3 kỳ thôi, các bác có muốn mua nữa cũng em cũng không bán, bởi vì là nó chưa có giá là em chưa bán được. Đó, này em quay đây anh cắt này, mặt hay không cắt này, em lấy cái bằng dính dán này, còn ấy là mình cứ để đây mình cắt dần. Đây là hình số 18 các bác nhá, nó có giá rồi em mới chia sẻ này. Nó ở phần dưới này, em lót cái rêu vào đây, miếng mút vào đây. Đấy. Đấy. Đây nó có giá này, nó có giá rồi thì em mới dám chia sẻ, chứ còn không có giá em không chia sẻ luôn, vì nó có giá và bán cho các bác bỏ đồng tiền ra, nó phải đủ sống, nó phải an toàn thì em mới bán. Hình số 18 này là kỳ này, kỳ này các bác nhé, kỳ đầu tiên em chia sẻ 300.000 đồng. Đó, và tất nhiên là có 300.000 đồng thôi, thế nhưng nếu các bác yêu cầu em viết giấy bảo hành, em đáp ứng cho các bác viết giấy bảo hành thì các bác yên tâm sưu tầm, dù chỉ là 300.000 nó hơi mất việc em một chút, thế nhưng bán hàng thì nó phải chuẩn. Nếu các bác yêu cầu viết giấy đã đủ tin tưởng em Hùng bán hàng rồi thì thôi không cần thiết, nếu chưa đủ tin tưởng thì bảo em viết nhé.
hình số 18 là 300.000, là kỳ đầu tiên. Hình kỳ số 2 từ trên xuống là hình số 19, là kỳ số 2 này cũng là 300.000 đồng. 300.000 đồng. Em lấy cái băng dính dán vào lại đây này. Rồi lắn ra. Em chia sẻ kỳ số 20. Kỳ số 20 cũng là 300.000 đồng. Đó, 300.000 đồng. Đó, em chia cho cháu này, em chỉ chia sẻ 3 kỳ thôi. Thì sau cái này nó lớn lên em lại chia sẻ tiếp. Cái này nó cũng có giá rồi nhưng mà nó còn ít quá. Đó, nó còn ít giá nên là em chưa chia sẻ được. Đó, thì tổng nhà hôm nay có 20 đơn hàng. Thì em cũng quen và giới thiệu cho các bác xong rồi. Khép lại video của buổi sớm ngày hôm nay. Lại cho em xin gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể các bác. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Em chào tạm biệt các bác.